Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 23 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay tam hợp hỗ trợ cho những người tuổi Tý có buổi hẹn hò lãng mạn, thú vị bất kể hôm nay là ngày trong tuần bạn sẽ có những trải nghiệm mới mẻ nếu hai bạn muốn cải thiện chuyện tình yêu hiện tại thương quan khiến người tuổi tý có cảm giác hối hận về điều gì đó trong ngày này có thể sự tử tế độ lượng của ai đó dành cho bạn sẽ khiến cho bạn không khỏi nghĩ ngợi và day dứt về những việc làm của chính mình chẳng có gì là quá muộn vậy thì từ lúc này hãy cho thấy bạn sẵn sàng để thay đổi bản thân theo cách tích cực hơn nhé chớ nên lười biếng ngày hôm nay, hãy cố gắng để tương tác với mọi người nhiều hơn và nỗ lực hoàn thành những công việc của mình, nếu bạn muốn đạt đến cái đích cuối cùng. Sự lười biếng sẽ khiến bạn thụt lùi so với tập thể. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Ngày tốt trung bình, việc cầu mong tiền bạc còn chậm, hoặc chỉ có tin, chấp nhận trên nguyên tắc thỏa thuận. Nếu có tài lộc đến là tiền trung gian nhờ chuyển dùm, có sự phân chia, tạm ứng. Hãy mạnh dạn nói lên ý định của mình khi thảo luận, góp ý kiến nếu tiến hành giải quyết công việc thì không nên câu nệ những tiểu tiết. Chuyện tình cảm chưa có thể tỏ bày một cách trọn vẹn, chưa phải là lúc thuận tiện. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy. Ngày hoàn toàn không tốt cho tất cả mọi việc mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm. Không nên mưu sự chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối. Cần phải biết kiềm chế sự nóng tính, vội vã của mình trước mọi trở lực khó khăn, ràng buộc. Sự tranh luận, tranh cãi, thư kiện sẽ đem đến nhiều hao tốn từ tiền bạc cho đến sức khỏe, tình cảm. Ngay trong việc di chuyển, đi xa, hoặc mong cầu tin tức cũng nên cẩn trọng. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự biến chuyển nhanh chóng, tốt xấu lẫn lộn, nên rẻ rặt. Cần nghiên cứu lại các nguồn tin, hoặc chỉ có tin không tốt. Không nên tin cậy quá đáng vào người khác. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa. Không nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó khăn bất lợi. Ngày có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên. Sự việc xảy ra không đúng với ý định của mình chỉ nên ngồi yên chờ gặp quý nhân giúp đỡ che chở hoặc chờ một cơ hội khác chỉ thích hợp với những người làm ngành nghề có liên quan đến pháp luật y tế có tin xa ngày có nhiều chuyện ưu phiền bực bội hoặc sức khỏe không tốt việc làm không có kết quả tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ có nhiều công việc đến cần phải giải quyết ngày có nhiều công việc bận rộn việc mong cầu về công danh tài lộc sẽ có kết quả nhưng chậm hoặc chỉ là tin ngoài hành lang công việc tuy có trở ngại chút ít nhưng nếu bền trí thì vẫn có kết quả không nên chán nản có tin buồn cẩn trọng về sức khỏe không được tốt tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc chỉ nên ngồi yên chờ gặp quý nhân giúp đỡ hoặc chờ một cơ hội khác ngày chỉ thích hợp với những người làm ngành nghề có liên quan đến pháp luật y tế có tin xa không nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó khăn bất lợi có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên sự việc xảy ra không đúng với ý định của mình ngày có nhiều chuyện ưu phiền bực bội hoặc sức khỏe không tốt, việc làm không có kết quả. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho rằng, Sửu thìn tương phá cho thấy bạn phải đối mặt với khó khăn khi có việc xảy ra không đúng kế hoạch. Bạn luôn cố gắng hết mình trong mọi việc. Tuy nhiên, vì sự cầu toàn, không cho phép bản thân bỏ sót bất cứ điều gì, ngay cả những việc không quan trọng, mà bạn sẽ dễ bị kiệt sức nhân khi có chính ấn hỗ trợ thì con giáp tuổi sửu hãy xem đây là thời gian phù hợp cho việc động não tư duy về những vấn đề mà bạn đang vướng phải dành thời gian để cân nhắc mọi lựa chọn là cách để bạn có hướng đi đúng đắn thay vì mắc vào sai lầm không đáng có vấn đề sức khỏe cũng là một trong những lý do cản đường khiến bạn khó hoàn thành được mục tiêu của mình trong ngày hôm nay bạn nên tìm môn thể thao phù hợp để cải thiện thể lực của mình càng sớm càng tốt nhé tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim Ngày gặp nhiều trở lực khó khăn, trái ngược với mọi dự tính. Mọi tin tức dù tốt hay xấu cũng không nên vội vàng giải quyết cần phải suy tính lại, nhưng khi hành động thì phải làm cho nhanh kẻo mất cơ hội và phải có thái độ dứt khoát dù đó là chuyện làm ăn hay là vấn đề tình cảm. Tuy nhiên luôn luôn phải có thái độ nhẫn nhịn và hòa giải cùng lấy ý kiến của mình làm chủ. Không nên tranh cãi, có quý nhân giúp đỡ hoặc nhận được tin tức tốt về họ. Ngày có nhiều biến động và thay đổi về công danh, tình cảm tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Tuy có gặp chút ít khó khăn trở ngại, nhưng công việc vẫn được hanh thông. Thích hợp với ngành nghề công kỹ nghệ, sửa chữa, tránh mọi chuyện thị phi, phiền hà rắc rối. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng. Ngày có sự tổng kết của công việc, đến hạn kỳ. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Nên hòa thuận, tùy vào hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì làm như thế ấy. Nên khiêm nhường hoặc ẩn nhẫn là hay không nên để ràng buộc vì lời nói hẹn ước có lộc nhỏ hoặc được lộc ăn quà tặng nên quay trở về nơi trốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên có tin tức của bè bạn người thân ngày tốt cho việc tổng kết thu dọn chấm dứt cho một công đoạn làm ăn đi xa tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi sự mong cầu về tiền bạc không được như ý hoặc chậm chạp nếu có thì cũng phải hao tốn hoặc gặp chuyện bực mình có tin buồn về chuyện tình cảm, sức khỏe, gia đạo, nội bộ có sự trái ý, bất hòa. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Làm việc gì cũng không nên để mình bị kẹt, vướng víu ngay cả những chuyện không có lợi. Nên hòa thuận, tùy vào hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì làm như thế ấy. Có lộc nhỏ, hoặc được lộc ăn, quà tặng. Nên quay trở về nơi trốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên. Có tin tức của bè bạn, người thân. Ngày tốt cho việc tổng kết, thu dọn, chấm dứt cho một công đoạn làm ăn, đi xa. tử vi tuổi dần. Tam hội xuất hiện trong ngày này khuyến khích bạn bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài thay vì thường tự mình phân tích các vấn đề thay vì chia sẻ hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác bởi vì bạn tin rằng, hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ nhất các vấn đề của mình. Bản mệnh có cơ hội tiếp xúc vận may về tiền bạc trong ngày thiên tài nâng đỡ. Theo tử vi ngày này cho thấy, thậm chí bạn còn có tiền để ủng hộ, giúp đỡ người khác, hoặc đơn giản là dùng sự nhiệt tình và kiến thức để hỗ trợ cho tinh thần của người khác tâm tính của thiên tài khảng khái trọng tình cảm thông minh nhạy bén lạc quan phóng khoáng nhưng dễ thiên về ba hoa chú trọng bề ngoài thiếu sự kiềm chế thậm chí là người phù phiếm tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cần lưu ý những người mình gặp trong ngày là người đang gặp khó khăn hoặc có chuyện lo âu về sự nghiệp công danh cũng như về tình cảm sức khỏe nên ngày này có lợi cho những người làm nghề thầy thuốc pháp luật sửa chữa mua bán xe cổ tài lộc tuy có nhưng chậm tình cảm gia đạo không tốt, có người đau ốm, có tin xấu ở xa về làm ăn, sức khỏe, hoặc nhà phải bận rộn về chuyện tiếp khách. Nói chung có lợi về tiền bạc nhưng phải cực nhọc và phải có sự chờ đợi. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc về công danh, tình cảm có thể bị đảo lộn hoặc đứng trựng. Có rất nhiều điều khổ tâm, chịu đựng, tiến thoái lưỡng nan. Gia đạo bất an, có chuyện buồn. Đề phòng mọi rủi ro tai nạn rất dễ xảy ra cho buồn mạng, công danh, tình cảm ngày xấu chỉ nên an phận không nên manh động nếu là người có phước đức lớn tuy không có gì thiệt hại nhưng cũng nhận được nhiều tin tức xấu của gia đạo người thân bè bạn đề phòng khẩu thiệt thị phi tai tiếng tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ chỉ nên ngồi yên tại chỗ không nên tính toán di chuyển tìm kiếm sẽ không có kết quả ngày xấu cho mọi việc nếu được sự yên bình là điểm tốt không nên xen vào chuyện người đề phòng có người kích bác hoặc chơi xấu mình gia đạo bất an có tin buồn hoặc tin tức không đến hoặc đến mà không được như ý bị từ chối tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc tất cả sự thành bại của mình đều tùy thuộc vào kết quả tốt hay xấu trong công việc của quý nhân hoặc người cấp trên đồng sự với mình tuy nhiên đây cũng không phải là ngày tốt cho các công việc làm ăn lớn cầu tài sẽ bị phá ngang nửa chừng việc xảy ra ngoài ý muốn tâm tình bất an có chuyện buồn hay lo gặp trở ngại có nhiều áp lực đến với mình trong công việc cũng như tình cảm cần phải giải quyết tài lộc nhỏ hoặc chậm chạp, dễ hao tài, sự mong cầu về đi xa hoặc thay đổi hoàn cảnh hiện tại chưa tốt. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Chỉ nên ngồi yên tại chỗ, không nên tính toán, di chuyển, tìm kiếm sẽ không có kết quả. Ngày xấu, nếu được sự yên bình là điểm tốt, ngày gặp những chuyện không đâu, nếu có việc làm thì dễ bị nhiều áp lực khó khăn. Đề phòng có người kích bác hoặc chơi xấu mình, gia đạo bất an có tin buồn hoặc tin tức không đến hoặc đến mà không được như ý bị từ chối. Tử vi tuổi mão. Mão thìn tương hại khiến bạn cảm thấy buồn phiền vô cớ. Nếu bạn cảm thấy rằng từng phút giây của ngày hôm nay trôi qua thật chậm rãi, quể oải, hãy khuấy động lên một chút bằng việc thêm nếm vào đó vô số những hoạt động mới mẻ, thú vị và tích cực nhé. Bạn sẽ không phải tiếc nuối đâu. Hôm nay bản mệnh nên giữ thái độ hòa nhã cần thiết. Nếu bạn càng cứng đầu càng dễ gây mất lòng người khác vì không chú ý đến cách diễn đạt một cách hợp lý chính tài giúp cho người tuổi mão cải thiện tiền bạc thậm chí giúp cho bạn có cơ hội để giữ được nhiều tiền hơn ban nhớ phát huy năng lực ở hiện tại để kiếm nhiều tiền hơn nữa tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tất cả những vấn đề về công danh tình cảm việc làm tin tức chờ đợi đã lâu hôm nay sẽ đến ngày của sự đáo hạn đến hẹn và nên tiến hành như đã dự tính càng sớm càng tốt có quý nhân có khách bè bạn đến nên bỏ qua những tiểu tiết hoặc trở ngại mà cần phải vượt qua sẽ có kết quả tốt Tài lộc vào ra thất thường, hoặc chậm đến, hoặc có mà phải tiêu hao, hoặc phải chịu thêm những điều kiện khác. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Đã đến lúc phải thay đổi phương hướng không nên theo lối cũ, dù bước đầu có gặp khó khăn nhưng vẫn có kết quả tốt ở tương lai. Cần nhất không nên chán nản, bỏ ngang sẽ không tìm lại được. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, gặp quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành, hoặc chấm dứt một công việc hay chuyện tình cảm có khách bè bạn đến, hoặc có tin tức của họ. Có tài lộc, có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui, hao tán. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Có sự thay đổi về công việc, phương hướng, kế hoạch tu bổ, mua sắm, sửa chữa. Có người đến nhờ mình giúp đỡ, nhưng không nên bao đồng, chỉ nên thực hiện theo những gì mình có trong tay. Có tin buồn, sự mong cầu về tiền bạc chưa có kết quả nhanh chóng nhưng tương lai sẽ đem lại điểm tốt. Có hỷ sự, không nên bàn đến chuyện người dễ gặp thị phi trách mắng, hẩn giận do lỡ lời. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Chuyện giao du tình cảm, ước hẹn, hò hẹn coi chừng chỉ là lời nói suông hoặc không có được kết quả gì, chỉ là sự chờ đợi, khó khăn, buồn phiền, hao tốn. Có tin xa, có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến, nhưng cũng không nên nhúng tay vào chuyện của người, ngoại trừ vì tình nghĩa mà mình phải hy sinh. tử vi tuổi thìn. Thìn thìn tự hình khiến người tuổi thìn hôm nay thích quan sát các tiểu tiết bởi bạn tin rằng các tiểu tiết này chính là những mảnh ghép giúp bạn nhận ra những điều lớn hơn. Bạn có cơ hội được mở lòng nhiều hơn đơn giản bằng cách tự đối diện với tâm mình nữa đấy. Hãy cởi mở lòng mình với những thay đổi hôm nay dưới sự che chở của thiên ấn nhé người tuổi thìn. Sự linh hoạt mềm dẻo sẽ giúp bạn vượt qua mọi tình huống thử thách khó khăn để có thể khẳng định được bản thân thay vì sự cứng nhắc quen thuộc khiến ai đó nản lòng. Hôm nay sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu đi xuống, lúc này thay vì cố gắng tìm thấy để chạy chữa thì bạn cần phải tĩnh tâm lại, dành thời gian nhiều hơn để nghỉ ngơi. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, Ngày tuổi của bổn mạng. Không nên hấp tấp thay đổi tình trạng hiện tại, dù có tin tức mới, hoàn cảnh thay đổi. Sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc còn chậm, hoặc chỉ nhận được tin tức. Cần phải có sự khéo léo, biển chuyển tinh tế trong lúc công việc đang ở buổi giao thời. Không bỏ cũ theo mới một cách hoàn toàn cũng không giữ nguyên tình trạng hiện tại mà bỏ quên nghiên cứu hướng đi trong những ngày sắp tới. Có sự rời hẹn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của buồn mạng không nên cưỡng cầu những việc lớn lao, tiến hành giao dịch hoặc hẹn ước. Chỉ nên an phận và nghỉ ngơi hoặc chỉnh đốn lại các công việc nhà, văn phòng. Nếu có được tin tức tốt cũng phải có sự suy nghĩ đắn đo. Nên xem xét lại những gì mình đã nói hoặc hứa hẹn ở quá khứ có sự sơ suất nào hay không. Càng cẩn trọng thì bớt sự âu lo. Có tài lộc tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng tất cả mọi công việc về công danh tình cảm tiền bạc đều nên có sự cẩn trọng dễ bị ràng buộc về lời nói thị phi tranh cãi gặp phải hoàn cảnh có nhiều sự đảo lộn ngược xuôi khó nắm bắt tài lộc chậm hoặc lộc nhỏ có tin buồn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim ngày tuổi của buồn mạng nên cẩn trọng về sức khỏe tâm tình bất an không nên vội vã hấp tấp khi sự việc xảy ra mà chỉ nên hành động như thường ngày có sự cầm giữ tiền bạc của người khác hoặc có mà phải có sự phân chia ngày có sự tu bổ hoặc sửa chữa về phương tiện máy móc xe cộ cầu đi xa hoặc muốn thay đổi hiện trạng hoàn cảnh phải có sự chờ đợi chậm trễ chút ít tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện không nên ôm đồm công việc hãy bình tĩnh dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách giải quyết sức khỏe không tốt gia đạo bất an tuy nhiên cũng có được cơ hội để giải trừ. Nếu không phải là việc hệ trọng thì nên nghỉ ngơi. Có tin xa. Tử vi tuổi tỵ Thiên quan chỉ nhắc nhở cho người tuổi tỵ biết rằng, tất cả những khó khăn mà bạn vừa trải qua sẽ trở nên ổn thỏa thế nên đây là ngày để bạn lạc quan, tự tin hơn và những lựa chọn của chính mình. Trong mọi tình huống, hãy luôn luôn có sự chủ động và tích cực bạn sẽ thấy không khó khăn nào là bạn không thể đi qua ngày hôm nay mang lại những tín hiệu tích cực để bản mệnh có cơ hội cải thiện mối quan hệ xung quanh nhất là trong chuyện tình cảm được thay đổi tốt đẹp hơn bạn từng nghĩ trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong phòng cửa phòng thai phụ tổ chim hoặc lồng chim do đó không nên tiếp xúc nhiều dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa Công việc dù có khó khăn đến đâu cũng nên tiến hành vì sẽ có cơ hội tốt hoặc được quý nhân giúp đỡ. Nên thay đổi tình trạng, hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa, rời chỗ. Sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc còn chậm hoặc có tin tức về tiền bạc nhưng chưa đến tay mình. Nên chịu sự thiệt thòi trước sẽ có lợi sau. Nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tiếp tục. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ. Cần tránh mọi sự thị phi tranh luận không đưa đến kết quả tốt dù ở trong tiệc vui cũng vậy tài lộc vào nhanh ra nhanh có tin xa ngày có sự mua sắm tu bổ chi dụng cho những việc đến hạn kỳ không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ mít lòng làm ơn nên oán tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy sự trung đụng về làm ăn giao dịch sẽ có kết quả lâu dài có tin xa nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi có sự rời hẹn chậm trễ công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm mất của tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối. Tử Vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Mọi việc đều không nên hấp tấp vội vàng khi có gặp sự sai hẹn, lỡ hẹn, chậm trễ. Mọi việc dễ bị phá ngang hoặc có rủi ro, chuyện buồn. Nên có sự tu bổ sửa chữa chỉnh trang, mua sắm đồ đạc vật dụng cho nhà cửa, văn phòng. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có mà không được như ý có tin tức về công việc đã kết thúc hoặc có tin mới về công việc sắp tới đã được dự tính trước. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Làm việc gì cũng không nên để mình bị kẹt vướng víu ngay cả những chuyện không có lợi. Nên hòa thuận, tùy vào hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì làm như thế ấy. Có lộc nhỏ, hoặc được lộc ăn, quà tặng. Nên quay trở về nơi trốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên. Có tin tức của bè bạn, người thân. Ngày tốt cho việc tổng kết, thu dọn, chấm dứt cho một công đoạn làm ăn, đi xa. Tử vi tuổi ngọ. Chính quan xuất hiện cho thấy mọi việc của người tuổi ngọ hanh thông. Một ngày để bạn khởi tạo điều gì đó giá trị và trao tặng nó cho những người xung quanh. Chắc chắn bạn chính là người thắp nụ cười lên môi tập thể ngày hôm nay đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội thắp sáng những khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Ngày hôm nay mối quan hệ của bản mệnh trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Nếu bạn có mâu thuẫn với ai thì lúc này có cơ hội cải thiện rõ rệt khi bạn biết nhún nhường, khiêm tốn hơn. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 18 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Trước khó sau dễ, cần phải có sự kiên nhẫn khi có nhiều vấn đề nảy sinh gây trở ngại khó khăn sẽ có kết quả tốt. Sức khỏe không tốt hay ưu tư cho công việc tình cảm. Sự chờ đợi tin tức còn chậm nên chú ý đến hoạt động của đồng sự, người cấp dưới e có sự trở ngại, vấp váp, hoặc họ có chuyện buồn riêng tư ảnh hưởng đến công việc chung. Nói chung là nên kiên trì. Nếu thấy có điều lợi nhanh chóng, thì sự việc này chỉ là ngắn ngủi. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Không nên tin cẩn vào mọi tin tức đến trong ngày, nếu là tin tốt. Cũng không nên quá lo ngại nếu là tin xấu. Cần phải bình tĩnh để giải quyết, không nên để hoàn cảnh khó khăn hiện tại lôi cuốn, bị dụ dẫn. Nên bỏ mặc chuyện thị phi, tai tiếng, lời trách oán, và chỉ nên giữ thái độ im lặng và kiên nhẫn trong công việc. Hãy ngồi nhìn sự việc diễn tiến mới tốt, đề phòng các tai nạn rủi ro, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Nên cẩn trọng trong các vấn đề đi đứng, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vào mình. Ngày không nên có sự đính ước, hẹn ước, dễ gặp trễn hẹn, sự phản bội không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có tin tức đến khiến mình phải lo toan giải quyết những công việc cần gấp có quý nhân hoặc khách đến đem tin có sự thay đổi về đường hướng làm ăn hoặc thay đổi về công việc sức khỏe không được tốt tâm tình bất an có tài lộc nhưng cực nhọc do tình thế có nhiều biến chuyển khiến mình phải nhu thuận theo dòng tiền bạc vào nhanh ra nhanh có tin tức ở xa tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vào mình. Ngày không nên có sự đính ước, hẹn ước, dễ gặp sự phản bội. Không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược, nhất là trong vấn đề tiền bạc, có sự chi dụng cho công việc ở quá khứ. Có sự bất chắc trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi mùi Chính ấn hỗ trợ cho những con giáp tuổi mùi tự tin, không cảm thấy yếu thế so với những người xung quanh mình. Nhờ có sự chỉ dẫn của ai đó mà bạn có cơ hội thay đổi nhận thức một cách triệt để hơn, nhất là khi bạn có suy nghĩ tích cực hơn trong mọi khía cạnh cuộc sống. Hôm nay sức khỏe của bạn không được tốt, có thể vì ảnh hưởng nhiều từ thời tiết lúc này khá khó chịu hoặc ảnh hưởng tiêu cực tới bệnh của bạn đang có. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, nếu có bệnh hãy uống thuốc, đừng quên bạn nhé. Ngày tốt theo nhị thập bát tú kiêng cữ, khởi công xây dựng, chôn cất cưới gã, xuất hành kỵ nhất là đường thủy, xanh con chẳng phải điềm lành nên làm âm đức cho nó. Đó chỉ là các việc đại kỵ, các việc khác vẫn kiêng cử. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Không nên khởi sự ngay công việc đã định trước, hoặc hành động chỉ nên có tính cách thăm dò, tham khảo ý kiến của người khác hoặc chờ đợi tin tức mới. Hấp tấp vội vàng dễ đưa đến hao tốn, bất lợi, cùng sự xích mích bất hòa, có điều nuối tiếc. Có tin xa. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử Vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh Thủy. Có người ở xa đến thăm, có lộc nhỏ hoặc có tin xa vừa về công việc lẫn tình cảm. Mọi sự tính toán chỉ nên ở trong giai đoạn tham khảo, tìm hiểu. Không nên vội vã tiến hành. Có người giòm ngó và muốn cản trở công việc của mình. Nên ngồi tại chỗ không nên di chuyển, bất lợi. Tử Vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh Hỏa. Tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi, thảo luận, bàn bạc, lập kế hoạch. Chưa phải là lúc tiến hành có tin xa sự hẹn hò hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu có lộc nhỏ hoặc có việc lợi lộc sự thuận lợi đến với mình trong nhóm có người đồng ý kiến với mình tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ đề phòng có người chơi xấu hoặc có sự bội ước có tin buồn hoặc tin xấu của thân nhân bè bạn hoặc có người đến nhờ và mình giúp đỡ nếu là người làm về kinh tế nên có sự nhẫn nại với khách hàng, nhưng cũng không nên vì quá tình cảm mà gặp sự thiệt thòi, hoặc phải miễn cưỡng mà làm sẽ không có lợi cho cả đôi bên. Tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Nếu cần di chuyển đi xa cần phải hỏi tin tức một lần nữa cho chính xác. Sự hẹn hò, hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu. Tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi, thảo luận, bàn bạc, lập kế hoạch. Chưa phải là lúc tiến hành. Có tin xa có lộc nhỏ hoặc có việc lợi lộc sự thuận lợi đến với mình trong nhóm có người bất đồng ý kiến với mình hao tài về giao thiệp tử vi tuổi thân tam hợp che chở để người thân gia tăng sự gắn kết với một nửa của mình bằng sự thấu hiểu có thể từ những sai lầm trong quá khứ mà bạn biết rút kinh nghiệm để vun sới tình yêu hiện tại thêm phần nồng ấm đừng để bản thân phải rơi vào những mâu thuẫn căng thẳng không đáng có do tỷ kiên gây ra cho người tuổi thân trong ngày hôm nay nếu không bạn sẽ mất thời gian và không đạt được bất cứ hiệu quả nào trong công việc của mình hãy cố gắng để nhìn nhận mọi việc một cách tích cực hơn và tránh xa những rắc rối không đáng có ngày hôm nay bạn có cơ hội cải thiện sức khỏe rõ rệt có thể bạn chăm chỉ tập luyện cùng với quyết tâm đầy cố gắng cho mình để luôn giữ được thể trạng tốt nhất có thể tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy mọi kế hoạch dự tính đã được định trước cần phải xem xét lại kỹ lưỡng trước khi tiến hành hoặc sẽ có những vấn đề mới phát sinh khiến phải suy nghĩ lại nên bình tĩnh khi có nhiều tin tức hoặc công việc đến dồn dập tài lộc trung bình có quý nhân hoặc bè bạn giúp đỡ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa không nên mưu sự có nhiều bất lợi cần dè dặt từ lời ăn tiếng nói cho đến sự cư xử sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền rắc rối gia đạo bất an có nhiều sự bất hòa trong nội bộ hoặc quan hệ với người khác nếu mong cầu về việc giấy tờ tin tức thì nên kiên nhẫn tin đến chậm hoặc có đến cũng không vừa ý khách hoặc bè bạn người thân đến chỉ mang tin buồn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày xấu cho mọi việc có quá nhiều chuyện phải lo âu tâm tình bất an cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật hoặc gặp rủi ro buồn phiền tang tóc tai nạn đau ốm mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất chắc cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa xung đột Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn đến về công danh cũng như về tình cảm. Có tài lộc vào nhanh ra nhanh. Sức khỏe không tốt, ngày có quá nhiều sự bận rộn, lo âu. Gặp quý nhân hoặc bạn bè đến. Cẩn trọng khi di chuyển. Hấp tấp vội vàng không có lợi. Có tin buồn hoặc có tin tức khiến mình phải lo toan, đùm bọc. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Nếu có tài lộc cũng phải khó khăn, chắc trở, hoặc phải chi dụng cho những việc cần thiết, định kỳ có quá nhiều chuyện phải lo âu, tâm tình bất an. Cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật, rủi ro, buồn phiền, tăng tóc, tai nạn, đau ốm. Mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất chắc. Cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa, xung đột. Tử vi tuổi dậu Các tương tác xã hội trở nên vô cùng cần thiết ngày hôm nay dưới sự tác động của lục hợp. Tuổi dậu hãy cố gắng để kết nối với mọi người thay vì né tránh họ nhé khi bạn tự tin để giao lưu bạn sẽ thấy rằng mọi người rất yêu mến và thích gần gũi với bạn kiếp tài chỉ ra rằng dường như người tuổi dậu đang ở trong giai đoạn mà sự ổn định quan trọng hơn rất nhiều so với việc mạo hiểm thế nên hãy cân nhắc thật kỹ trước mọi lựa chọn của mình ngày hôm nay bởi vì nó có thể tác động lâu dài hơn là bạn nghĩ đấy tiền bạc của bản mệnh có dấu hiệu khá lên có thể chưa dùng dình tiền tiêu như bạn mơ ước nhưng có thể mọi thứ đang đi đúng hướng nếu ai đang có kế hoạch đầu tư thì đừng quên gia tăng thông tin mới về cho mình. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Nên khởi sự ngay công việc đang dự định, sẽ thành công. Nên thay đổi tình trạng hiện tại hoặc đi chuyển, đi xa, thay đổi, tu bổ, sửa chữa nơi ăn trốn ở, văn phòng, kho bãi. Có quý nhân hoặc có tin tức tốt của họ ích lợi cho mình. Trong sự ước hẹn cần phải suy nghĩ kỹ, trong tương lai dễ bị ràng buộc về chuyện này. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa nên thay đổi ý định công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác nhưng phải tự mình quyết định hoặc không nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện không dính líu đến quyền lợi của mình cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ có lộc nhỏ nên cẩn trọng trong việc đi xa sử dụng xe cộ máy móc tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ không nên vội vã nêu ý kiến của mình Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn tin vui, sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Mọi việc nên hoạt động bình thường, ngay cả trong chuyện tình cảm, giao thiệp cũng phải có chuyện dè dặt. Đừng tưởng tất cả đều có ý như mình đã nghĩ, không nên tin cẩn về lời nói, lời hứa, dễ hao tài. Dù thấy có cơ hội phát triển hoặc muốn tiến thêm cũng nên chậm rãi, hoặc nên bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Có tin xa. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim. Mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. Do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình, hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn tin vui, sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. tử vi tuổi tuất lục xung xuất hiện hôm nay khuyên người tuổi tuất nên im lặng thay vì tham gia vào cuộc khẩu chiến đôi khi điều này khiến bạn bị hiểu lầm là yếu đuối tuy nhiên bạn hãy nhớ rằng sự bình tĩnh và khả năng tập trung cũng là một thế mạnh của riêng bạn sức sáng tạo của tuổi tuất hôm nay thực sự dồi dào với sự tương trợ của thiên ấn tuy nhiên đừng vì thế mà sử dụng chúng thiếu tính toán cân nhắc hãy cho mình cả thời gian để nghỉ ngơi nạp năng lượng nếu bạn muốn mình sức lực ấy được bền lâu giúp bạn có thể trải nghiệm mọi hành trình thú vị sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được tốt có thể là những ai bị bệnh mãn tính cảm thấy không được ổn định hay có cảm giác khó chịu trong người dù bạn đã uống thuốc tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa không nên dè dặt mà phải tự quyết đoán lấy theo ý mình một cách nhanh chóng mới có kết quả nếu được đề bạt và công việc mới thì nên chấp thuận sự giao ước gặp gỡ không đúng như lời ước hẹn nhưng vẫn có tin báo người cần gặp có sự trở ngại ngày có nhiều trọng trách tự mình phải giải quyết tài lộc trung bình sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày sung của buồn mạng nếu có mong cầu về tiền bạc tài lộc thì cũng phải chật vật khó khăn mà cũng không được như ý không nên hành động tiến hành công việc đề phòng tiểu nhân hoặc do sự lầm lẫn của họ đem đến sự thiệt hại cho mình hoặc người mình mong cầu không có khả năng giúp đỡ nên yên phận tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Ngày xung của buồn mạng, không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại, tin tức đến đều không có lợi, nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn, dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ và giúp đỡ, giao dịch, giao thiệp. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ. Công việc đến thì nên nhanh chóng giải quyết không nên để chậm trễ sẽ mất cơ hội nghe tin tức xấu về buồn mạng sức khỏe công danh tình cảm tài lộc của người thân bè bạn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại tin tức đến đều không có lợi nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình chỉ là ý kiến thoáng qua mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ và giúp đỡ giao dịch giao thiệp Tử vi tuổi hợi. Thực thần mang lại sự khéo léo cho người tuổi hợi. Thế nhưng bạn cần biết rằng, chỉ bằng cách thật thà với chính những suy nghĩ của chính mình, bạn có thể thay đổi cuộc đời của ai đó một cách đáng kể đấy. Đừng giấu giếm những cảm xúc của chính bạn, hãy thẳng thắn chia sẻ nó với mọi người. Thủy hỏa xung khắc là dấu hiệu không tốt nhắc nhở bạn đừng cố thay đổi ai đó một cách mạnh mẽ vì vô ích mà thôi. Bạn nên biết bao dung và chấp nhận sự khác biệt của mình so với người khác. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2021 là ngày Tam Nương sát. Ngày này được xem là ngày xấu, ngày này nên kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa. Mọi việc mong cầu sẽ đến nhanh và nên tiến hành theo đúng như dự tính. Có thể đứng đại diện cho nhóm bạn đồng sự khi hợp tác ký kết thảo luận. Người trẻ tuổi sẽ là người đắc lực của mình trong vai trò ứng phó, phụ tá. Quan hệ về tình cảm rất tốt, thuận lợi cho việc đính ước, nhưng cũng nên đề phòng có sự trở ngại vì có đệ tam nhân xuất hiện hoặc có điều kiện ngoài khả năng của mình, nên nhẫn nhịn, chớ tranh cãi. Có hỷ sự, tài lộc chưa đến, hoặc có mà phải phân chia, hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng lộc của sự hẹn ước vừa ý. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh Thổ. Có tài lộc nhưng chậm, có hỷ sự, có lộc ăn nhưng phải hao tốn hoặc đóng góp. Có tin xa về công danh, sức khỏe, bổn mạng của người thân thuận lợi trong việc sửa chữa, tu bổ văn phòng đồ đạc. Mọi công việc nên ở trong tình trạng bình thường, khai triển thêm không có lợi. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi, vừa làm vừa thăm dò. Không nên có sự vồn vã về tình cảm khiến cho người khác nghi kỵ. Cần đắn đo trong việc giao hẹn, đính ước, soạn thảo giấy tờ. Có tin tức ở xa tốt xấu lẫn lộn. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim chuyện giao du tình cảm ước hẹn họ hẹn coi chừng chỉ là lời nói suông hoặc không có được kết quả gì chỉ là sự chờ đợi khó khăn buồn phiền hao tốn có tin xa có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến nhưng cũng không nên nhúng tay vào chuyện của người ngoại trừ vì tình nghĩa mà mình phải hy sinh tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi vừa làm vừa thăm dò không nên có sự vồn vả về tình cảm khiến cho người khác nghi kỵ cần đắn đo trong việc giao hẹn đính ước soạn thảo giấy tờ có tin xa tốt xấu lẫn lộn sức khỏe không tốt cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại